Ngày 6 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Ngươn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Hòa ở tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn. Căn nhà có kết cấu sàn nóng đúc, dách và mái tôn với tổng kinh phí là 40 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Thiện Anh. Cùng với đó, các nhà hảo tâm cùng Mạnh Thường Quân tặng thêm cho gia đình quạt mái, phích nước, mùng, mền, gạo, đồng hồ treo tường, đèn để bàn, nồi cơm điện và 3 triệu đồng tiền mặt, đảm bảo cho gia đình có nơi ở kiên cố, an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình.